Tấn Khoa rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ thẩm mỹ. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 10 giờ 25 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình rất vui nhận được sự đồng hành đến từ phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Angel Beauty. Kính thưa quý vị, phương pháp đưa những dưỡng chất trực tiếp vào da giúp đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa trên da, mang đến làn da căng mịn đầy sức sống như là tiêm collagen, tiêm botox hay là tiêm filler. Tuy nhiên, các liệu pháp trên thường không được lâu dài và không bền vững. Phương pháp tiêm PRP huyết tương dầu tiểu cầu là một loại dược mỹ phẩm tự thân hay còn gọi là huyết tương dầu tiểu cầu trẻ hóa. Và hãy cùng bác sĩ thẩm mỹ tìm hiểu về phương pháp này trong chương trình hôm nay. Hồi xưa cái lúc mà tuổi dậy thì cái da mặt của mình nó nổi rất là nhiều mụn luôn nha. Lúc này là những cái sẹo rỗ nó nổi lên những cái vết mà mọc mụn luôn á. Thì mình không có hề có những cái kiến thức hay là hiểu biết gì về làm da hết. Thì mình cứ để da như vậy luôn. Thì sau một thời gian da của mình càng ngày càng trở nên tệ hơn á, trầm trọng hơn á. Và bạn bè của mình cũng có khuyên mình xức cái này bôi cái kia tốn khá là nhiều tiền luôn. Nhưng mà cũng chẳng có cải thiện được gì hết. Thì hỏi sau khi mà mình cảm thấy da của mình dường như là không cứu vãn được nữa rồi thì mình rất là bất lực. Thì lúc này là người thân của mình đã điều trị thành công phương pháp PRP, điều trị thành công sẹo rỗ, mới bắt đầu dẫn mình đến đây để tư vấn. Thì cái lúc mà mình đến đây thì mình cảm thấy rất là an tâm nha. Bởi vì bác sĩ là cái người tư vấn cho mình, chăm sóc cho mình, cũng là cái người trực tiếp để điều trị cho mình luôn. Mình thấy đúng yên tâm luôn. Thì bác sĩ cũng có hướng dẫn mình hỏi chăm sóc da sau khi điều trị. Cái điều này khiến cho mình vô cùng an tâm luôn. Với lại làn da của mình cải thiện rõ rệt hẳn ra luôn. Đến đây là cũng 4 buổi liệu trình rồi. Thì mình cảm thấy cái làn da của mình cải thiện rõ rệt rất là nhiều luôn. Với lại làn da của mình đỡ hơn rất nhiều nữa nè. Mình cảm thấy tự tin hơn, mình không phải make up dày ơi là dày khi đi ra đường nữa. Với lại cái phương pháp này làm cho mình cảm thấy khá là an toàn á. Nên là bây giờ mình mong mọi người hãy tìm được cái phương pháp điều trị sẹo rỗ uy tín và đáng tin cậy để có thể tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày nha. Kính thưa quý vị khán giả, trẻ hóa bằng phương pháp tiêm PRP huyết tương dầu tiểu cầu mang lại nhiều lợi ích cho làn da khi trực tiếp cấy vào da. Song để đạt được hiệu quả cao nhất mà không lo tác dụng phụ, PRP cần tuân thủ những yêu cầu gì? Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn qua phần trò chuyện với hai khách mời hôm nay. Xin được phép giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào MC Tấn Hoa, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Phùng Tấn Tài đến từ phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Angel Beauty. Xin chào MC Tấn Khoa, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Đầu tiên thì xin được phép hỏi bác sĩ Tài, thưa bác sĩ, phương pháp huyết tương dầu tiểu cầu PRP là gì và những vùng trên cơ thể có thể sử dụng PRP ạ? PRP tức là huyết tương dầu tiểu cầu. Thì thực tế là trong tiểu cầu có chứa rất nhiều các yếu tố tăng trưởng, growth factor. Thì chính các yếu tố tăng trưởng này nó sẽ tạo ra sự nuôi dưỡng của làn da, nó giúp cho làn da khỏe mạnh. Thì cái việc mà ứng dụng của PRP này sẽ gần như là áp dụng từ đầu đến chân, vùng nào da lão hóa, vùng nào có nhăn, vùng nào cần cải thiện cái độ đàn hồi săn chắc thì đều có thể áp dụng bằng phương pháp PRP. Nhưng thông thường thì mọi người sẽ thay sử dụng điều trị phương pháp PRP cho vùng mặt, vùng cổ, vùng da bàn tay là ba cái vùng thể hiện nhiều nhất vùng đó. Ngoài ra cái việc mà rạn da bụng cũng là một cái phần có thể sử dụng PRP để mà làm săn chắc vùng da bụng đó. Thưa bác sĩ, là quá trình thực hiện xử lý huyết tương dầu tiểu cầu trẻ hóa PRP sẽ diễn ra như thế nào? Xin bác sĩ hãy chia sẻ và phân tích từng bước để khán giả có thể hiểu rõ hơn. Thì cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái thủ thuật tiêm PRP nó sẽ diễn ra như sau. Đầu tiên là cái bước là tư vấn. Cái đặc biệt bước rất là quan trọng khi chúng ta cần phải tư vấn, chúng ta thứ nhất là giúp cho cái người khách hàng hiểu rõ là họ sẽ được thực hiện như thế nào, cái kết quả nó sẽ mang đến cho họ như thế nào, cũng như là chúng ta hiểu về những cái chống chỉ định nếu có của người khách hàng, cũng như là cái sự mong muốn của họ. Sau đó nếu như cả hai bên đều đồng thuận được cái kết quả điều trị, cũng như là họ và khách hàng chúng ta đủ cái điều kiện thực hiện được cái phương pháp này, thì lúc này chúng ta sẽ cho khách hàng của chúng ta bôi tê. Cái vấn đề bôi tê để chúng ta làm cái cảm giác vô cảm, để lát nữa khi chúng ta tiêm cái PRP lên để chúng ta làm giảm bớt cái cảm giác khó chịu cho người khách hàng. Và sau đó sẽ là cái bước mà chúng ta sẽ là thu hoạch một cái lượng máu. Thì thông thường chúng ta sẽ lấy khoảng tầm 10-20ml máu để chúng ta có thể đạt được cái số lượng tiểu cầu mà chúng ta mong muốn, tùy theo cái chỉ định mà chúng ta mong muốn điều trị, cái vùng da chúng ta điều trị là nó rộng hay là nó nhỏ.
Và sau đó rồi chúng ta sẽ lấy cái lượng máu đó chúng ta đưa vào trong những cái ống ly tâm. Và những ống ly tâm này chúng ta sẽ thực hiện quay cái ly tâm tùy theo những cái bộ kit của nhà sản xuất mà họ quy định. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu dùng những cái ống pipette để chúng ta chiết tách, chúng ta lọc ra một cái lượng là huyết tương đảm bảo được cái nồng độ tiểu cầu mà chúng ta mong muốn. Thì thông thường một cái huyết tương vào tiểu cầu nó sẽ có một cái động độ của tiểu cầu khoảng tầm gấp 10 lần cái nồng độ của tiểu cầu bình thường bên trong máu chúng ta. Và sau đó rồi thì tùy thuộc vào những bộ kit khác nhau của những hãng sản xuất khác nhau thì nó sẽ có thêm những cái bước có ly tâm, có hoạt hóa cái tiểu cầu nằm bên trong cái ống đó hay không, cái ống huyết tương mà chúng ta thu được cuối cùng hay không, hay là chúng ta có thể đưa luôn những cái huyết tương mà chúng ta vừa thu hoạch vào những cái ống tim để chúng ta chuẩn bị đến cái giai đoạn tiếp theo. Đó là giai đoạn mà chúng ta sẽ tháo tê, chúng ta sát trùng và sau đó chúng ta sẽ đưa vào cái huyết tương này vào bên trong cái vùng da mà chúng ta điều trị với những hình thức khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể tiêm với dạng là tiêm mesotherapy, tiêm vi điểm vào cái vùng da chúng ta muốn điều trị, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với những cái phương pháp thẩm mỹ khác, ví dụ như là lăng kim, hoặc là chúng ta dùng cái laser vi điểm để chúng ta điều trị và chúng ta mở những cái lỗ ở trên bề mặt da, sau đó chúng ta thoa cái huyết tương vào tiểu cầu đó lên trên bề mặt da. Tiếp theo, nó sẽ là cái bước mà chúng ta sẽ phải sát trùng, chúng ta chườm đạn lạnh để chúng ta làm giảm thiểu cái cảm giác đau đớn khó chịu cho khách hàng. Và sau đó sẽ là chúng ta cho khách hàng chúng ta tới một cái bước là phục hồi chữa lành bằng cách là chúng ta chiếu đèn, chúng ta chiếu những cái đèn LED để chúng ta phục hồi lại cái làn da của khách hàng. Và sau đó thì khách hàng sẽ được dặn dò, được tư vấn cái cách mà chúng ta chăm sóc như thế nào, chúng ta bôi thuốc như thế nào, và sau đó sẽ khách hàng sẽ đi về nhà. Vâng, như bác sĩ Tài lúc này có chia sẻ là hầu hết đại đa số mọi trường hợp là có thể sử dụng phương pháp làm đẹp PRP này. Nhưng mà liệu rằng có cái trường hợp nào là bác sĩ Tài từ chối việc sử dụng phương pháp tiêm PRP để làm đẹp không ạ? Thứ nhất là tôi sẽ từ chối trong những trường hợp như khách hàng mang thai nè, ha, cho con bú nè, là một, hay có những cái rối loạn bất thường về cái chức năng tiểu cầu. Cái việc này thông thường mà khi làm PRP tôi sẽ xét nghiệm trước để kiểm tra chức năng công thức máu bình thường, và những cái yếu tố mà mình sẽ trao đổi với khách hàng về một số yếu tố về mang cái tính chất bệnh lý, thì mình sẽ như tiểu đường hay là những cái bệnh lý mãn tính mà có khả năng làm vết thương chậm thì tôi sẽ hạn chế những cái chỉ định đó. Thì vì trong y khoa của tôi á, bất kỳ thủ thuật nào đều có cái chống chỉ định tuyệt đối, chống chỉ định tương đối và những cái bình thường có thể làm được. Thì việc theo tôi là khi khách hàng mang thai hay có những cái rối loạn về chức năng tiểu cầu thì chúng ta sẽ không nên làm đó. Còn cái việc tương đối đó là các bệnh lý về mãn tính thì chúng ta cũng có thể phần nào tùy theo thuộc vào công thức máu chúng ta xét nghiệm ra và sự trao đổi đồng thuận giữa hai bên của bác sĩ và bệnh nhân thì sẽ tiến hành là phẫu thuật PRP. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục lời khuyên bác sĩ. Trước khi thực hiện các bước PRP thì bác sĩ Hưng có cái dặn dò gì với khách hàng để khách hàng có được cho mình một cái sức khỏe tốt nhất để thực hiện cái phương pháp này hiệu quả nhất không ạ? Thì khi mà thực hiện cái PRP chúng ta cần lưu ý là cái việc trao đổi giữa bác sĩ và khách hàng rất quan trọng. Và nó cũng quan trọng để mà chúng ta giúp họ có một cái bước chuẩn bị tốt nhất để mà trước khi họ thực hiện cái PRP. Thì đầu tiên đó là việc cái làn da đó cần phải được cái bị tự hiện chăm sóc để mà bảo vệ cái làn da. Có thể chúng ta cho khách hàng chúng ta chống nắng trong vòng khoảng tầm một tuần trước khi thực hiện điều trị, để sau đó chúng ta có thể điều trị để mà giảm thiểu những cái tác dụng phụ lớn nhất. Cái thứ hai là chúng ta nên tư vấn cho khách hàng hạn chế sử dụng những cái thuốc hoặc là những cái thực phẩm có khả năng gây ra cái hiện tượng máu khó đông. Ví dụ như là những cái thuốc aspirin, những cái omega 3, đó là những cái có thể làm ảnh hưởng đến cái quá trình đông máu. Trong những trường hợp nào mà khách hàng chúng ta không thể gọi là ngưng sử dụng những cái loại thuốc như vậy thì chúng ta cần phải tư vấn và cho khách hàng hiểu rõ cái vấn đề họ có thể gặp phải nó khác thường hơn so với những cái trường hợp bình thường. Và cái yếu tố nữa là chúng ta cần phải tư vấn cho khách hàng cái vấn đề chăm sóc sau khi họ thực hiện cái PRP này. Ví dụ như là họ cần phải tránh nắng, họ cần phải sử dụng những cái thuốc bôi kèm thêm để mà giúp cho cái vùng da điều trị nó được an toàn, nó được đảm bảo không bị yếu tố nhiễm trùng nó tác động lên. Xin được phép hỏi bác sĩ Tài là mong bác sĩ có thể đưa ra một cái lời khuyên nào đó về cái thời gian nghỉ ngơi sau khi thực hiện trẻ hóa da bằng PRP là bao lâu và khoảng bao lâu thì chúng ta sẽ nhận được kết quả? PRP là một cái
vật liệu tự thân, nó có mang tính tái tạo. Thì quá trình chúng ta biết cái gì mà tái tạo á, thì nó cũng phải cần có thời gian nó mới phục hồi được. Tại vì sự lão hóa chúng ta nó không phải là một ngày hai ngày, nó tính bằng năm. Lúc trẻ chúng ta có thể là không có bị lão hóa nhiều, nhưng mà sau 30 thì tích tụ lão hóa từ 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 từ. Thì cái việc BAB là nó sẽ phục hồi lại cái sự lão hóa đó. Thì cái việc mà chúng ta làm thì chúng tôi sẽ có chia là sau trong quá trình chăm sóc á, ban đầu sẽ là 7 ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ là có những cái bong tróc ở vùng mặt, thì giống như nãy tôi đã chia sẻ thì dưỡng ẩm và ăn uống những chất mà tăng cường sự lành thương. Thì trong 7 ngày đó thì nó sẽ bong tróc hết cái phần đó. Thì sau 7 ngày chúng ta sẽ đi làm, và chúng ta quan trọng là cái chỗ chống nắng. À, còn cái việc mà đợi là thấy được cái kết quả thông thường theo tôi là 1 tháng. Nhưng mà liệu trình BAB không phải là cái chúng ta làm một lần là có thể phục hồi hoàn toàn cái sự lão hóa đó. Liệu trình mà thông thường ở ngoài á, đang áp dụng mà trong cái sự lão hóa thì khoảng đâu đó khoảng 3 lần, và mỗi lần nó sẽ cách nhau khoảng 1 tháng rưỡi. Thì khi 1 tháng rưỡi đó thì có người á, đáp ứng mỗi người nó sẽ khác nhau. Khi có những người á, là nồng độ BAB cao và người ta có thể làm một lần người ta sẽ cải thiện rất là rõ, nhưng có những người nó sẽ chậm hơn, sẽ qua lần thứ hai, và có những người lão hóa nhiều hơn thì qua lần thứ ba. Và sau khi liệu trình 3 lần đó thì chúng tôi sẽ ngừng lại và để cho một thời gian để cho cơ thể nó sẽ tái tạo hơn, là 6 tháng sau chúng tôi sẽ đánh giá lại là có cần làm tiếp hay không. Tại vì lão hóa là một quá trình diễn ra hàng năm, thì mỗi năm nếu một người muốn duy trì sự trẻ đẹp thì họ sẽ phải làm BAB một lần để nhắc lại và để sửa chữa lại những cái lão hóa do ánh sáng. Dạ vâng, xin được cảm ơn các bác sĩ vì đã mang đến chương trình những cái lời khuyên rất là hữu ích. Chương trình Bác sĩ Thẩm mỹ của chúng ta đến đây cũng xin được phép khép lại. Xin được cảm ơn phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Angel Beauty đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.